Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá, ngày 22 tháng 11, nhận định, sôi kèo Đức với Nhật Bản, cố xe tăng chậm chạp. Nhận định bóng đá, Đức với Nhật Bản 20 giờ ngày 23 tháng 11. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, sôi kèo trận Đức với Nhật Bản, hôm nay chính xác nhất. Chuyên gia nhận định, Đức với Nhật Bản, Đức được xem là một trong những ứng viên nạn ký cho ngôi vô địch World Cup 2022. Do đó, người hâm mộ không quá bất ngờ nếu cổ xe tăng sẽ có tròn 3 điểm ở trận đấu mở màn. Mọi thứ càng thêm dễ dàng khi đối thủ của họ chỉ là đội bóng đến từ châu Á Nhật Bản. Nhưng nếu đào sâu phân tích, đây sẽ là chiến thắng hết sức nhọc nhằn với tỷ số cách biệt tối thiểu thuộc về Đức. Nên nhớ, thầy trò huấn luyện viên Flick sở hữu phong độ trồi sụp ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, họ chỉ thắng có 2 lần trong số 8 trận gần nhất tại mọi mặt trận. Bên kia sân, Nhật Bản hiện không phải đối thủ dễ bắt nạt. Nên nhớ, Samurai Xanh sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Lúc này, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đang duy trì được sự ổn định về phong độ khi tháng 3. Hòa hai và thua đúng một lần với tỷ số cách biệt một bàn ở 6 trận đấu mới đây tại mọi mặt trận. Dù bị đánh giá thấp hơn, song với phong độ hiện tại, cơ hội có điểm của Nhật Bản là hoàn toàn sáng sủa. Thậm chí, ngay cả khi phải nhận thất bại, đại diện của châu Á cũng khó để đối thủ, có chiến thắng dễ dàng với tỷ số cách biệt. Soi kèo, Đức với Nhật Bản. Tỷ lệ châu Á 1, Đức không thắng kèo ở trận đối đầu vừa rồi trước Nhật Bản. Hiện tại, Đức chỉ thắng kèo hai lần ở chín trận đấu vừa qua. Nhật Bản cũng chẳng khá hơn đối thủ khi thắng kèo có hai lần ở năm trận đấu mới đây. Tỷ lệ 2 3 phần 4 Hai trận đối đầu vừa rồi giữa Nhật Bản và Đức có tổng số bàn thắng vượt mốc tài 2 3 phần 4. Năm trên 8 trận đấu gần nhất của Nhật Bản có tối thiểu 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. Chuyên gia lựa chọn tài đội hình dự kiến Đức với Nhật Bản. Đức, Neuer, Raum, Sung L, Rudiger, Keo, Kim Mịch, Gandogan, Sơn, Mizilla, Gnabry, Harvard -Y. Nhật Bản Kawashima, Nagatomo, Tomizasu, Iosida, Sakai, Endo, Morita, Kabubio, Kamada, Mitoma, Asano. Dự đoán tỷ số Đức Thánh Nhật Bản 2-1 Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.